đi để cam kết và chuẩn bị cho chuyến đặt chân của Tổng thống Donald Trump đến các quốc gia này vào tuần lễ tới. Ông đã có những buổi họp với các bộ trưởng quốc phòng của các quốc gia như Mai Tuấn vừa thưa, tức là Phi Luật Tân với Nhật Bản và với Nam Hàn. Và cả ba quốc gia đều, bốn quốc gia đều đưa ra một cái chỉ tiêu theo lời ông Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản, nói rằng thì là hồ sơ Triều Tiên là hồ sơ nóng nhất và được quan tâm nhiều nhất. Một cái quan điểm chung là nếu có bất cứ một quyết định nào để đối phó với hồ sơ hạt nhân của Bắc Hàn thì đều phải có sự đồng thuận của cả bốn quốc gia, tức là ba quốc gia, tức là bỏ Phi Luật Tân ra, là Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Và thưa quý khán giả, như chúng tôi đã nhiều lần nói đến ngày hôm qua và trước đó nữa, hy vọng rằng những gì căng thẳng về hồ sơ Bắc Hàn sẽ được giải tỏa trong những ngày tháng gần đây, nhất là với chuyến đi sắp tới của Tổng thống Donald Trump. Và riêng ông Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cũng là người nói rằng thì là cái ngõ về ngoại giao luôn luôn là ưu tiên. Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn luôn luôn sẵn sàng khi cần phản ứng quân sự. Đó là cái điều mà ông Mattis đã thường nhắc đi nhắc lại. Và ông Ngoại trưởng Rex Tillerson của chúng ta cũng đang xúc tiến một cách rất mạnh mẽ về hồ sơ ngoại giao. Và có lẽ nhiều vị lãnh đạo của thế giới đã xuống chức, hay nghĩa là đã không còn nắm quyền hay đang đương quyền, cũng đều ủng hộ cái chính sách ngoại giao đối với hồ sơ Bắc Hàn. Và trong chuyến đi sắp tới của Tổng thống Donald Trump, hy vọng rằng với sức ép mà Trung Quốc sẽ đặt lên Bắc Hàn sẽ giúp cho cái chiều hướng ngoại giao nó đi đến một ngày gần hơn, thưa quý vị. Anh nói đến là ông tướng Mattis, tôi tưởng là anh nói là ông sau có một thời gian ít ngày làm việc với ông Donald Trump trông già cỗi hẳn ra. Chưa đến lúc nào. Tôi nghĩ là 300 ngày làm việc với Mai Tuấn nó không bằng một ngày làm việc với ông Trump. Anh nói gì chứ? Nếu tôi có khuôn mặt baby face mà tôi lại muốn trở thành một người chững chạc điềm đạm hơn, tóc mũi tiêu hơn, có lẽ làm việc với Donald Trump là một liều thuốc hiệu quả nhất. Ok, cảm ơn anh Vũ Trung. Xin mời anh với bản tin sau cùng trước khi chấm dứt chương trình. Dạ vâng, quý vị có tin vào là có Thánh Giuse, Saint Joseph, bên nào cũng giáo. Dạ vâng, thì rất là ngạc nhiên là tờ báo Register Orange County ấy, họ mới đưa ra một cái bài viết. Họ nói rằng những người làm trong ngành địa ốc rất tin vào cái Thánh Giuse, là một cái vị thánh bổn mạng của ngành địa ốc. Chẳng hạn như là khi mà có nhà để mà bán trên thị trường nhưng mà cái nhu cầu mua nhà nó giảm, thì người ta thường thấy là các người làm môi giới địa ốc hay là những người bán nhà hay là chủ căn nhà muốn bán thì trông cậy vào một giải pháp, đó là nhờ đến Thánh Bổn Mạng, Thánh Giuse. Họ cầu Thánh Giuse để được phép nhiệm màu là bán cũng như mua một cách nhanh chóng, được mua được một cái tài sản mà hợp ý. Bài viết này đã được đăng trên tờ Orange County Register và được đáp ứng một cách phải nói mạnh mẽ. Theo lời của bà Leslie, một công tác viên của tờ báo và cũng là một cái nhà môi giới địa ốc, cho hay là cái thời gian này chính là cái lúc mà nhiều người trong ngành địa ốc cần đến phép nhiệm màu của Thánh Giuse. Cũng là vì vị thánh của các gia đình công giáo. Bà nói thêm rằng bà chỉ nhớ đến Thánh Giuse trong những hoàn cảnh mà tuyệt vọng nhất. Khi mà căn nhà trên thị trường bà muốn bán nó nằm quá lâu. Đây là nguyên văn của tờ Register. Bà chỉ nhớ đến Thánh khi mà căn nhà bà bán nó nằm lâu quá không bán được. Và mỗi khi bà cầu nguyện thì bà có khuyên rằng là người bán nhà bất kể là tôn giáo nào, để bán được nhà cho nhanh, hãy đặt một tượng nhỏ của Thánh Giuse ngay trước sân nhà của mình. Và vào cái hôm dựng bảng bán nhà, ngay vào cái hôm dựng bảng bán nhà thì đẩy cái tượng nhỏ thôi. Vậy câu hỏi là thế thì kiếm tượng Thánh Giuse nhỏ nhỏ ở đâu? Bà nói là nên hỏi Saint Joseph Home Seller Statue Kit. Tôi cũng chẳng biết đó là gì, nhưng mà chắc có lẽ chỗ một nơi đó chuyên bán tượng bán Thánh Giuse. Dạ, vâng. Hoặc là ở các tiệm sách công giáo gần nhà thờ của nơi bạn ở, hay là các tiệm của kêu là bar mà địa ốc đó. Thì thường thường cái giới địa ốc này hay bán những cái tượng như thế này. Quý vị cứ thử xem, có tin được có lành,
Và bà đã nhắc nhủ là bất cứ tôn giáo nào mà khi gặp cái chuyện này thì cứ cầu xin phép nhiệm màu từ Thánh Giuse. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Vũ Trung. Và thưa quý khán giả, hôm nay Vũ Trung lại đưa một cái tin có tính chất hoàn toàn là tôn giáo. Cái ghê này, chỗ này này, cái ghê phải nói thêm để cho quý vị có thể, khi mà có tượng rồi thì quý vị đặt ở đâu? À, nếu không nhắc cái điều này thì quý vị khán giả sẽ nói, như vậy tôi mang về tôi bỏ trong túi à? Hay để chỗ này? Không, bà nói là chôn cái tượng ngược đầu ấy. Tôi không có một cái gì khác, dùng dịch nguyên văn tờ báo Register. Hãy chôn tượng ngược đầu. Lý do làm như vậy là vì Thánh Giuse sẽ phải cố gắng rất nhiều để trở đầu lại. Vâng, thưa anh Vũ Trung, cho vì hết thời gian là xin dạ. Lỗi anh. Chúng tôi chỉ xin thêm là đối với người Công giáo chúng tôi thì Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Cứu Thế. Và đã gọi là cha nuôi thì có quyền. Chúng tôi rất tin là Thánh Giuse có quyền năng linh vô cùng mạnh trước mặt Thiên Chúa đó thưa anh. Cho nên là cái câu chuyện bà Leslie đưa ra có lẽ cũng để nhớ. Bà là chắc chắn là phải là người Công giáo rồi. Và điều thứ hai để chúng ta đặt cái niềm tin vào một vị thánh cha nuôi của Chúa Giêsu cơ mà, tức là Chúa Cứu Thế đó thưa anh. Và đồng thời ngài lại là một carpenter, tức là một thợ mộc. Cho nên anh thấy lễ lao động quốc tế tất cả thứ đều lấy Thánh Giuse làm biểu tượng của những ngày đó. Một lần nữa thưa quý khán giả, câu chuyện vừa qua có thể các hoàn toàn là tôn giáo, chúng tôi không muốn đi xa hơn nữa trong lĩnh vực này. Nhưng mà cũng xin thêm một điều là chúng ta tin thì chúng ta sẽ được. Và đó là cái điều cơ bản mà Chúa Giêsu cũng nói dạy chúng ta. Không thấy mà tin mới là quan trọng, mà đức tin của người Công giáo. Chúng tôi trước khi kết thúc buổi thư chuyện ngày hôm nay, thưa quý khán giả, chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và cũng không quên hôm nay là thứ năm vào ngay. Chiều nay có chương trình đấu giá của công ty vàng bạc đá quý Alexei của anh Lâm Triều Vĩ. Quý vị đã dành cho công ty này sự tín nhiệm rất cao. Đây không phải là năm đầu năm thứ hai mà là năm sau năm rồi. Quý vị, chính cá nhân chúng tôi biết là quý vị có nhiều người đã mua không những một lần mà ba lần, có khi năm lần. Bởi vì thấy mình mua về hài lòng, mua cho con, mua cho cháu, mua cho người này người nọ, rồi lại mua trở lại cho mình nữa. Cho nên là anh Lâm Triều Vĩ vẫn bán được những món hàng. Vì thực sự nếu quý vị theo dõi thì mới thấy cái giá rất phải chăng anh Vũ Trung. Mong quý vị theo dõi chiều hôm nay. Một lần nữa cùng với anh Vũ Trung cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mong được gặp quý vị trong chương trình ngày mai.